trưởng ban của BIM. Có thể nói ban BIM có một trong những cái ban rất là quan trọng của Linh Club, và mình rất mong muốn rằng là có thể có thêm rất nhiều những bạn trẻ khác có thể tham gia vào ban BIM. Chúng mình sẽ cùng nhau tạo ra một gia đình và cùng nhau khám phá và thử nghiệm. Xin chào các bạn, mình là Phúc, mình đang làm vị trí kỹ thuật trong ban PIM. Vào PIM mình được học hỏi rất nhiều và mình được nâng cao nhiều khả năng thiết kế, khả năng thiết kế panel poster hay như là quay phim chụp hình, cũng như là hậu kỳ. Và PIM luôn được. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hùng Lê, hiện giờ mình đang tham gia vào ban PIM. Mình phụ trách phần nội dung cũng như tham gia vào dự án radio và TV show. Khi tham gia ban PIM, mình được gặp rất nhiều những người bạn thú vị và tham gia vào những công việc rất là hấp dẫn. Và mình mong rằng sẽ được gặp các bạn vào trong ban PIM.